Ngay sau khi có thông tin về đề xuất tăng viện phí của Bộ Y tế, chúng tôi đã có cuộc khảo sát ngắn ý kiến của người dân. Và như thường lệ, viện phí tăng thực sự là một tin không vui với họ. Thế thì gầy lắm, có khi phải là một là bán nghiệp mới nuôi nổi cháu ở viện. Các thấy tăng thì tăng với người cũng có lương, có công chức thế nào, nhưng còn với người dân thì tăng thế được gầy lắm, không thể nuôi nổi được. Viện phí tăng lên thì cũng so với tiền lương với thu nhập của nhà làm nó không được mấy. Nói chung là cũng hơi vất vả khi mà vậy. Tôi cũng cảm thấy là bất cập, bây giờ giá tất cả mọi cái nó đã cao rồi. So với thu nhập gia đình của tôi thì tôi cảm thấy là cái chi phí là quá cao. Chi phí y tế hiện nay so với những cái người thu nhập bình quân thì tôi cho rằng là hơi cao. Đấy. Nhất là chưa nói đến những người ở nông thôn. Nhân viên y tế thì nói chung là nếu như mà mới tốc độ mà viện phí tăng mà mới mức độ mà mức độ khám chữa bệnh như hiện nay thì so với lại yêu cầu thì đối với lại như tôi khẳng định là cái việc này là không cân bằng so với lại cái thực tế. Giá tăng lên thì nói chung là khó khăn cho con em, cho các gia đình. Nói chung là khó khăn, thế nhưng mà bây giờ là Bộ Y tế bây giờ tăng như thế này là đúng là tăng cao quá đấy.